Hello, chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt dành cho chị em phụ nữ của chúng mình. Và Dung nghĩ rằng là dù Dung không nói ra thì mọi người cũng biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không? Hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Và Dung làm cái clip ngắn này nhằm mục đích gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ của chúng ta có được một ngày thật là vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Đặc biệt là chúc cho tất cả chúng mình luôn luôn xinh đẹp, thành công, khỏe mạnh và đặc biệt là luôn luôn có được nhiều tình yêu thương từ mọi người xung quanh ha. Bên cạnh đó thì Dung cũng muốn gửi đôi lời đến tất cả các anh rằng là hãy luôn yêu thương, tôn trọng và giữ gìn cái người phụ nữ ở bên cạnh mình. Có thể các anh bận rộn đi làm kiếm tiền và các anh có thể có rất là nhiều tiền để mua cho họ những cái món quà đắt tiền xa xỉ. Hoặc là mua bất cứ cái gì mà họ muốn, nhưng Dung nghĩ cái điều quan trọng mà hầu hết tất cả phụ nữ của chúng ta luôn luôn cần đó là cái tình yêu thương, sự chăm sóc, sẻ chia và thấu hiểu của các anh dành cho họ. Và dĩ nhiên các bạn nữ của chúng mình cũng phải làm điều tương tự ngược lại dành cho các đấng mày râu của mình. Bởi vì thực ra mà nói thì suy cho cùng, mỗi khi mà có cái vấn đề gì trong cuộc sống thì phụ nữ thường hay than vãn, bởi vì mình thường phụ nữ mình là hay nói, cho nên mình có thể nói ra được những cái nỗi lòng, những cái sự trăn trở của mình, hoặc là có thể tìm bạn bè để chia sẻ, để nói ra hết những cái gì mà mình cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng mà đặc biệt các anh thì rất là hiếm khi và rất là khó để cho họ bày tỏ cái điều đó. Và trong một năm thì thường rằng là ngày phụ nữ, ngày phụ nam thì rất là ít, hầu như là không có, mà phụ nữ mình thì được rất là nhiều ngày. Và bất kỳ ngày lễ nào thì phụ nữ, đặc biệt là văn hóa Việt Nam mình, thì phụ nữ cũng luôn luôn được ưu tiên và được chiều chuộng nhất. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là một cái hình thức ở bên ngoài thôi. Cái điều thực sự mà tất cả chị em phụ nữ của chúng ta của chúng ta luôn cần đó là cái tình yêu thương mà các anh dành cho họ. Hãy chăm sóc, yêu thương và nâng niu trân trọng cái người phụ nữ ở bên cạnh mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Và Dung hy vọng rằng là phụ nữ mình cũng đừng có than vãn rằng là làm đàn ông thì may mắn quá, làm đàn ông thì được sướng quá. Thực ra không phải như vậy đâu mọi người. Dung tin rằng là mỗi một người sinh ra trong cái cuộc đời này đều có một cái sứ mệnh riêng. Và phụ nam hay phụ nữ gì thì tất cả chúng ta sống cũng luôn luôn cần cái người ở bên cạnh, và chúng ta luôn luôn cần nhau. Vậy thì hãy cho nhau những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì mà ấm áp nhất, hạnh phúc nhất, để cùng dìu dắt nhau, để đưa nhau đi qua hết cái quãng đời với những cái sóng gió và thăng trầm. Tôi nghĩ rằng là sự khó khăn trong cuộc sống nó không có là một cái gì đó quá là ghê gớm. Nó cũng không là một cái gì đó mà làm cho có thể đánh đổ được chúng ta nếu mà chúng ta không cùng nhau vượt qua điều đó. Và như mọi người thấy là sáng nay Dung chọn một cái áo màu đỏ tươi khá là sặc sỡ. Qua camera thì nó hơi đỏ cam một xíu, nhưng mà ở ngoài là màu đỏ tươi 100% luôn. Và màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Dung muốn gửi cái tình yêu thương của mình dành đến cho tất cả mọi người. Mình dù mình đọc ở trên đây chỉ là qua mạng xã hội thôi, qua YouTube thôi, cái mọi người cũng không thể thấy được hết 100% con người thật của Dung là như thế nào. Và trong những cái nội dung mà mình làm ở những cái clip đó thì mình cũng không thể show những cái là thể hiện hết cái con người thật của mình được, bởi vì có những cái điều ở trên mạng mình không cần phải, cũng không nên phải chia sẻ quá nhiều. Bởi vì mình thấy bây giờ YouTube nó cũng có khá là nhiều điều rất là nhạy cảm, và cũng có rất là nhiều những cái tích cực cũng có, nhưng mà tiêu cực thì cũng không phải là ít. Cho nên mọi người cũng không thể nào hiểu được hết con người của Dung 100% được. Nó chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi, chỉ là nói về những cái nội dung liên quan đến những cái video mà Dung muốn chia sẻ những cái thông điệp gì đó đến mọi người, giống như một cuộc sống bình thường của Dung thôi. Dù rằng là cái kênh của mình còn khá là ít người theo dõi và cũng không sao cả, bởi vì ngay từ đầu làm thì Dung đã xác định là mình không có làm theo kiểu mà cố gắng làm một cái gì đó để cái kênh mình phát triển thật là nhanh rồi sau đó thì bị dập tắt, thì cũng không nên. Đi từ từ thôi, mình làm được cái đâu thì mình làm. Hôm nào mình thấy mình khỏe trong người và mình có một cái nội dung rất là tích cực thì mình làm, hoặc là chỉ đơn giản là chia sẻ một cái ngày bình thường của mình thôi. Còn
không thì thôi, chứ mình không có làm những cái nội dung mà mang tính quá là tiêu cực, hoặc là nó cũng không có mang lại một cái giá trị gì cả. Và dù rất là còn ít người xem, nhưng mà đối với Dung không có quan trọng bằng việc là mình có người dành thời gian để xem mình nói, xem cái video của mình và like, rồi thậm chí comment, dù một người đi chăng nữa thì Dung cũng muốn gửi lời cảm ơn. Nó không quan trọng là số lượng, mà quan trọng là có người nghe mình và mình đã thấy mình biết ơn lắm rồi. Đây là buổi sáng của Dung đây mọi người. Dung có chuối này, bơ, táo và kiwi xanh và khoai lang luộc. Tiếp theo là một ly ngũ cốc với rất là nhiều loại đậu ở trong này, tới mười mấy loại lận. Và một ly, một trái dừa sim. Đó là buổi sáng của Dung đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Và chúc cho mọi người một ngày 20 tháng 10 một lần nữa thật là vui, hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Bye.